Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 30. Chủ nhật tuần này nằm vào 30 hả quý vị? Nay 28, thứ 6, mai 29, thứ 7, 30. Ngay chủ nhật là 30. Nên chùa mình bây giờ những ngày thứ 7 chủ nhật quý Phật tử khắp nơi về rất đông. Và những đức cũng khuyên quý vị cố gắng dẫn nhiều người đi thứ bảy chủ nhật. Vì coi cái cuộc sống bây giờ chúng ta bị chao đảo theo cái dòng xoáy cuộc đời. Nếu như mà chúng ta không biết an định tâm nghe pháp thì chắc chắn quý vị chúng ta sẽ bị nó cuốn hút, không có lối thoát. Nhiều người cứ nghĩ rằng mình làm siêng năng, làm nhiều thêm việc một chút nữa để có dư tiền, chưa chắc. Khi những đức học Phật và những đức mới thấy rõ ràng cái dưỡng tâm là cái cực kỳ hay. Cái dưỡng tâm là cái đặc biệt tuyệt vời để đi đến chỗ thành đạt. Dưỡng tâm, một cái tâm an lạc, một cái tâm vui vẻ sẽ giúp quý vị thành đạt rất lớn sự nghiệp trong cuộc đời. Có một cái anh này, công ty xí nghiệp, đất đai đồ, nhà cửa đồ, nói tóm lại là sự nghiệp anh cũng rất là lớn, sự nghiệp rất lớn, nhưng mà nợ anh thiếu cũng không nhỏ. Nhưng tính ra sự nghiệp anh lớn hơn. Anh gặp những đứa anh hỏi: dạ thưa thầy, con nghĩ rằng bây giờ con cứ làm ăn, con trả nợ từ từ, khi con trả nợ dứt nợ thì lúc đó sự nghiệp của con còn đầy đủ, lúc đó thoải mái. Nhưng mà tính ra 2 năm nay con làm, con cứ trả nợ mãi mà con chưa thấy dứt nợ, mà nợ nó càng tăng thêm. Nếu tính vào sự nghiệp của con hiện tại và dưới nợ nặng, thì khi con giải quyết xong con vẫn còn sự nghiệp nhưng lại dứt nợ. Con xin thầy cho con lời khuyên. Những đức khuyên anh rằng, những đức đặt vai trò vào là anh, đây là những đức giả thiết bản thân mình, những đức không nói đến cái chuyện của anh. Những đức đặt vai trò vào anh, những đức sẽ tức khắc giải quyết vấn đề của củ cải để trả nợ nào. Xong những đức còn sự nghiệp bao nhiêu, những đức làm ăn gọn, làm ăn nhỏ lại. Nhưng những ngày tháng của những đứa sống rất an vui và tự tại. Những đứa hỏi anh năm nay nhiêu tuổi, anh nói anh 55 tuổi. Những đứa nói nhất định những đứa sẽ làm điều này. Người ta nói 60 năm cuộc đời. Với từng tuổi này, chúng ta cứ bận tâm nặng nề để làm việc và trả nợ, đây là điều mà người hiểu biết sẽ không bao giờ làm. Nên những đức nói rằng tích tụ một cái nguồn năng lượng để mình bình tĩnh giải quyết vấn đề, đó là người thông minh.
Nếu như mà anh biết những đức 2 năm về trước, anh giải quyết vấn đề của sự nghiệp thì anh trả nợ, thì trong 2 năm nay anh sẽ có dư của cải. Vì anh không còn nợ nên anh làm ăn được bao nhiêu dư bao nhiêu. Còn trong 2 năm nay anh cứ làm dư bao nhiêu để trả nợ, đóng tiền lời. Nếu đặt những đức vào anh ấy, những đức sẽ giải quyết như vậy. Những ngày tháng những đức sống rất đặc biệt, tuyệt vời. Ăn uống bao nhiêu, ở bao nhiêu. Nhưng mà dưỡng được cái tâm an lạc, cái tâm tự tại. Nên những đức nói cái hạnh phúc lớn nhất của chúng ta trong cuộc đời này đó là gì? Dù là làm nhỏ nhưng không thiếu nợ, khỏi bận tâm. Ngày nào làm thì làm, ngày nào rảnh thì nghỉ. Dưỡng cái tâm mình nghe pháp niệm Phật, sống vui vẻ một gia đình, đúng là quá đặc biệt tuyệt vời. Cũng như chùa mình bao nhiêu con người mà tại sao những đức sống thoải mái an lạc? Vì những đức không thiếu nợ ai. Nhất định những đức sẽ không bao giờ mượn nợ ai chứ. Làm việc Phật pháp đủ duyên thì mình làm, không đủ duyên thì thôi. Làm gì phải mượn nợ người khác. Chúng ta làm gì chúng sanh, Phật Bồ Tát từ bi gấp trăm ngàn lần mình. Làm gì có cái chuyện Phật Bồ Tát bỏ rơi một con người thật sự nhiệt tình vì chúng sanh mà phục vụ. Không có chuyện đó đâu quý vị. Hiểu nguyên lý này thì chúng ta rất bình thản. Khi làm việc rất bình thản. Thí dụ như nhà Đức làm bao nhiêu chuyện, xây chùa hay là tổ chức bao nhiêu chương trình, nhưng những đức vẫn là phải lo cho đại chúng đàng hoàng, lo cho chúng ăn đàng hoàng. Những đức chưa bao giờ nói nhà bếp rằng phải nấu ít lại, nấu tiết kiệm lại. Những đức chỉ nói đúng cái câu, cái gì càng ăn thì ăn, còn cái gì càng tiết kiệm thì tiết kiệm. Điều này rất đúng, để giữ phước của chính mình. Đây là 100% quý vị. Cái nào ăn thì ăn, cái nào càng tiết kiệm thì tiết kiệm chứ, đâu vi phạm được quý vị. Đó. Nên tất cả những người nghe những đức chia sẻ Phật pháp, trong cái xã hội hiện tại gói gọn càng tốt, khỏe, có thời gian nghe pháp niệm Phật. Bây giờ quý vị chỉ cần tính ra hai vợ chồng một hai đứa con ăn bao nhiêu. Chúng ta cứ bận tâm mãi tới cái ngày mai, cuộc đời chúng ta không bao giờ có được cái ngày tháng bình an để tụ được cái nguồn năng lượng. Chùa đây mấy ngàn người mà mỗi ngày cũng sống phà phà, những đức cũng có công ty xí nghiệp gì đâu. Công ty xí nghiệp là ở đâu? Là những đức này, là cái miệng những đức giảng pháp, và cái tâm trí những đức bình an, đó là công ty thù thắng nhất của những đức. Nếu như quý vị mỗi ngày dưỡng một cái trí bình an thì đó là đại công ty của quý vị. Đi làm mình bất an, lo âu, sợ hãi, dọa mình thì đúng là phước báo mình sạch, duyên mình sạch, duyên phước đã mất rồi thì làm sao sự nghiệp thành đạt được quý vị. Nhớ kỹ. Nên mỗi lần mà ai đến gặp những đức nói làm ăn lớn, làm việc lớn, những đức ít bao giờ có ý kiến nhiều vào đó. Vì cái thời cuộc hiện tại mà lo cái làm lớn làm gì? Con người ai cũng đang khó khăn. Mình bài bố ra mình kinh doanh thì thật sự trong thời điểm này không phải là thời điểm kinh doanh đặc biệt, vì đa phần ai cũng đang khó khăn. Những cái thời điểm mà kinh tế chưa ổn định này, chúng ta dưỡng tâm của mình, tu nhân tích đức dưỡng tâm mình lại. Khi duyên phước hội tụ thì tự nó sẽ đến với mình. Nên những đức thấy cái việc dưỡng tâm là việc cực kỳ quan trọng cho mỗi một người chúng ta. Dưỡng tâm là quan trọng nhất. Một gia đình hạnh phúc thì mới có sự thành đạt của sự nghiệp. Nhiều người lao đi kiếm đồng tiền, nhưng họ có đồng tiền họ lại mất hạnh phúc. Khi họ mất hạnh phúc rồi thì có cái gì mà tồn tại đâu quý vị. Hạnh phúc đã mất rồi thì có gì đâu tồn tại. Nên mỗi một người phải nhận thức cực kỳ sâu sắc, thì tức khắc bản thân chúng ta gặp Phật pháp, mình thấy đúng, Phật pháp là một nền giáo dục quá hay. Phật pháp là một nền giáo dục quá hay. Xin thưa quý vị, Nhân Đức là một ông thầy lo nhiều việc, làm nhiều việc, và cũng từng là một ông thầy. Ngày xưa ngoài đời đi tu cũng, mình đi tu cũng trễ, nên cuộc sống của mình đi kiếm cơm ăn áo bặm, làm thuê làm mướn cho người ta, Nhân Đức cảm nhận được hết, hiểu được.
Và khi đi tu cũng không phải là ngồi yên một chỗ trong cái cốc nào, mỗi ngày ngồi đó chờ ta cúng dường, phải vậy. Những đức cũng làm việc cực lực hết mình, nuôi bao nhiêu ngàn người, lo cho bao nhiêu bà già, bố trí bao nhiêu công việc, sắp xếp việc này việc kia. Chứ không phải là những đức mỗi ngày ngồi đó đâu. Có nhiều người nói rằng thầy thì khỏe rồi, thầy ở đó một chỗ, thầy ngồi đó người ta cúng dường. Vì đi vô chùa mình quý vị coi, nếu ai đã nói câu gì, quý vị đến đây, những đức mời quý vị đến đây, rồi những đức sẽ dẫn quý vị đi tham quan chùa mình, chỉ quý vị tất cả công việc và cho quý vị ngồi kế bên. Một ngày những đức làm việc cho quý vị thấy. Nếu ai mà nói rằng ông rồi ngon rồi, đi tu khỏe rồi, ngon rồi, à, người ta đem tiền để cúng dường, quý vị lỡ đấy, quý vị bỏ thời gian chút xíu, nếu bị thiếu tiền xe thì đức cho tiền xe quý vị lỡ đấy, lỡ đây rồi tìm hiểu. Khi người ta ngồi chia sẻ Phật pháp, bình luận này bình luận kia bình luận nọ, lỡ đấy tôi cho lên ngồi chia sẻ Phật pháp rồi biết. Bản thân mình có khi nói một vợ một chồng mình đây mà nói còn không được, con mình nói còn không sống, đừng nói chi bình luận này bình luận kia bình luận nọ. Thì vị có quyền thôi, nhưng mà những đứa cũng có quyền nói cho vị nghe để mà tự nhận thức là khi gặp quý thầy đồ giảng pháp, bình luận này bình luận kia đúng sai này nọ thì bản thân mình đều có quyền, nhưng bản thân mình cũng nên ngồi suy nghĩ lại mình, mình có làm bằng được như người ta hay không mà mình hở ra nói này nói kia nói nọ. Đó là những đức nhắc nhở quý vị đó. Quý vị có quyền, quý vị muốn nói sao cũng được, nhưng có quyền, nhưng hãy xem lại cái nhân quyền của thế gian thì quý vị nói được như vậy, nhưng cái nhân quả nó cũng không tha quý vị đâu, chắc chắn luôn. Hãy ngồi bình tĩnh suy nghĩ lại, hãy ngồi bình tĩnh suy nghĩ lại. Khi vị đi đến đây, vị coi chùa mình, vị sẽ thấy công việc mà cũng đủ vị ngợp chết quý vị, khỏi càng nói đến cái chuyện dòng do tâm quắc gì. Quý vị coi một gia đình 2.000 con người biết bố trí nhân sự cỡ nào chưa, rồi sức tiền ra lo cho 2.000 con người này đơn giản không? Nếu thật sự không có tâm sao làm, không có một tấm lòng sao làm? Rồi bao nhiêu người già đâu có dễ tính đâu, tính này tính kia tính nọ. Có một cụ già 75 tuổi bên hộ pháp bà Châu, chẳng ai phải cũ, không phải đơn giản, lâu lâu lên cái đi về tôi ra đường, tôi đi ngoài đường cho xe đụng tôi chết. Những đức nói bà đi đi, có cái bà kia ở trong chùa, đi ra khỏi chùa cuối cùng xe đụng chết queo. Hiện hồn về báo những đức nói rằng bị xe đụng chết thành Ma Châu. Gì? Ma Châu? Ma Châu là sao thầy? Ma Châu là ma đen, đen thui thù lùi. Tưởng đâu cái gì phiền não, thì con nuôi người già đâu đơn giản đâu. Tôi nè mẹ Việt Nam anh hùng nè, vậy mà bớt cơm, bớt tôi ăn trễ. Ví dụ như mấy cô bên khu yếu đẩy cơm đồ ăn về, bớt cơm cho cụ ăn. Thì bớt cơm thì cả trước người sau bớt ra, ra tô xong múc đồ ăn vô cái tô thì đưa cho ăn. Nói rằng múc cho tôi sao cuối cùng, sỉ nhục tôi quá nên tôi đi ra đường cho xe đụng tôi chết. Thì thấy không? Nó già 70-80 tuổi, tính khí này kia đủ chuyện. Nếu như những đức mà không hiểu thì sao nuôi? Vậy mà những đức lỡ vuốt ve không được thì nói chuyện cứng lên, vậy là biết sợ. Tôi đi đưa tiền tôi. Nó không có tiền đâu đưa, ai đâu có tiền đâu đưa thật. Đi ra đường đi, xe đụng chết gan chịu. Kêu con rồi thì nó đâu có đến đâu, khỏi con rồi đâu có đến đâu. Nên từ nơi đó mày bị thấy đơn giản không? Mà số lượng các cụ già đông không tưởng tượng được. Vậy mà quý vị vô chùa thấy đâu vào đó đàng hoàng,
gọn gẽ. Nên mình chỉ nghe một hai câu gì đó thôi là mình dội vàng nói này nói kia nói nọ, đúng là đáng thương cho mình. Mình đi lại chính xác ở đây đi. Hôm qua những đứa coi một công đoạn, một cái chú này, ông nói một câu. Hồi lúc trước tôi cũng ghét ông thầy Đức kỳ lắm luôn á, ghét ông lắm. Mà cái chuyến lễ viết Quan Âm Bồ Tát lần này tôi đến, tôi đi tham quan, tôi coi chùa. Chàng ô ông nuôi người dài đâu mà nhiều quá trời nhiều luôn. Còn người ta lỡ lại Quan Âm đông thiệt là đông. Mà tôi coi trực tiếp ngoài tôi thấy ông giảng vui gì đâu mà vui, quá trời vui luôn. Người ta cười quá trời cười mà đông không tưởng tượng được. Lại Quan Âm không đơn giản, vừa đóng vừa lại vừa gõ kẽn, một bên ông làm tôi thấy rõ ràng luôn. Lại hết 500 danh hiệu luôn, công nhận lại xong an lạc quá chàng, an lạc luôn. Rồi tôi coi rồi tôi thấy rõ ràng à, công nhận ông Đức này, ông nói chuyện thì văn tự không có hay. Anh nói một câu này, thầy Pháp Hòa ở bên nước ngoài, ông đóng giảng công nhận văn tự không hay mà ông cười cũng nhẹ nhàng, nói chuyện vui, hình tướng đẹp, công nhận đặc biệt thiệt. Ông thầy Đức này thì so sánh không bằng người ta, văn tự không thế nào so sánh với người ta, mà như Đức cũng từng nói vậy mà. Nhưng mà ông lại làm được. Tôi thấy ông nuôi bao nhiêu người già, thầy kia thì giảng hay mà đâu có nuôi được người già gì như ông này. Mà ông này ông tổ chức khóa tu, người ta đông quá trời tông nó về người ta tu. Thầy kia làm sao tổ chức khóa tu đông bằng. Nên mọi người nó đều có cái hay và cái dở quý vị à. Trong cuộc đời này không ai hoàn toàn hay, mà cũng không ai hoàn toàn dở. Hôm qua như Đức coi công đoạn, cái anh ấy nói rõ ràng vậy, phân tách ra. Nên mọi người mình nhận thức. Thí dụ như giờ nhà Đức nói chuyện thì ngang có dịu dàng, cười thì cũng hả hê, nó không có cái kiểu mà quan nghi giới luật gì, giống như là vậy. Nhưng quý vị coi nhà Đức là, nếu là chịu nuôi bao nhiêu người già, mà trong khi vì coi bao nhiêu người đi tu, mấy người nuôi người già như những Đức, nhìn đi thì biết rằng là mỗi người có duyên khác nhau. Nhưng mà những Đức nói cho quý vị nghe, đừng nên dõi dàng. Dõi dàng chỉ nhìn vào hình thức, coi cái thật chất người ta làm. Thêm cái nữa, đa phần cái người nghe những Đức giảng họ đều có một phương pháp tu à. Những Đức lại tặng tượng Phật cho quý vị, chỉ vì tại ngôi, gia đình có ngôi Tam Bảo. Rồi quý vị niệm Phật lễ Phật, quý vị tu, có từ khóa tu. Hôm qua có một cái cô gặp như Đức hỏi thầy ơi, con bị bệnh mà lúc trước có cái vị này coi con nói rằng mỗi năm con phải hầu 2 lần. Hầu là quý vị biết rồi. Vì con xin hỏi thầy, từ khi con nghe thầy giảng tới giờ con an tâm, con vui lắm. Nhưng mà bây giờ nếu con không hầu nữa con có sao không? Những Đức nói hầu ai với đạo Phật á, mỗi ngày nhớ ai với đạo Phật, niệm ai với đạo Phật đi. Cô đó thấy từ khi cô nghe những Đức giảng tới giờ cô niệm Phật lễ Phật, cô thấy cô khỏe không, vui không? Nó dạ khỏe dạ vui. Cứ như vậy mà làm, hầu ai với đạo Phật đi là sốc. Đó. Dạ con nghe thầy chỉ con hiểu à. Được vậy cứ mà làm. Trong Phật giáo dạy mình tin sâu nhân quả, không có vui diêm vương hay thượng đế nào mà ban phước hay giáng họa gì cho mình. Mình tạo phước thì mình hưởng phước, mình tạo tội thì mình chịu tội à. Cái này rất là rõ ràng, hãy nhớ nha quý vị. Nên có nhiều người bây giờ họ nhắn tin đồ, họ bình luận đồ, họ giống như bây giờ cũng nhiều người nghe những Đức họ bình luận, họ nói so sánh những Đức với thầy ở bên hải ngoại. Những Đức nói chàng ơi, những Đức thì thô thiển. Những Đức cũng nói từ đó giờ mà, chứ những Đức có nói cái gì những Đức hay ho gì đâu. Nhưng mà tôi cái gì vậy, tôi chịu nuôi người già là được rồi. Quý vị tương lai cũng già, có chừng tôi nuôi bị luôn, thấy không? Nên cố gắng niệm Phật đi, biết đâu bây giờ đang đương thời ngon, nhưng ai biết mai mốt già sao, thấy không? Quan hỷ vui vẻ đi. Tôi giảng cười vài câu đi, mai mốt già tôi nuôi luôn chứ. Đúng không? Ai biết được. Quý vị coi bao nhiêu, biết bao nhiêu vị thầy, vị chưa chắc quý vị già họ nuôi quý vị.
Nhưng Như Đức lại có tâm niệm nuôi người già. Mà Như Đức hỏi vị có già không? Tương lai chúng ta có già không? Dạ. Vì kết duyên Như Đức thì sau này những người bên cạnh Như Đức cũng có khi nuôi vị luôn. Kết duyên vậy không chịu kết. Khờ ghê, tội nghiệp ghê. Đúng không? Thật sự mà nói ở đâu thì cũng tốt thôi. Nhưng mà riêng Như Đức thì Như Đức nói cả đời Như Đức có khó khăn hay là cỡ nào, Như Đức cũng thích ở đất nước của mình, quốc gia của mình. Tuyệt đối. Dù mình đi tu nhưng bản thân của mình nhất định sẽ làm một công dân ít gì cũng chung tay với xã hội, chung tay với đất nước của mình. Việc nuôi người già đó là cũng cái việc chung tay với đất nước chúng ta, một gánh nặng nho nhỏ cho đất nước chúng ta về người già. Nên Hòa Thượng xây chùa, những đức thì còn trẻ nuôi con người. Mình mong mà đất nước mình có nhiều viện dưỡng lão để nhiều người già có nơi nương tựa. Đó là gánh một phần nho nhỏ tấm lòng của mình là một công dân dưới đất nước của chính mình. Dù cỡ nào quý vị chạy đến đây cái là dù cỡ nào cũng trong đất nước của mình, vì chạy đến lỡ vì có già hay gặp sự cố gì chạy đến đây thì cũng mau hơn. Còn vì có nghe đâu hay cỡ nào, nhưng vì muốn chạy qua tới nước ngoài cũng khó lắm. Thấy không? Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Có khi những đức thường nói với người trong chùa, sống kế bên nhau mà biết thương nhau đâu. Lỡ tối lửa tắt đèn thì chạy đến đâu mà kêu, gần kế bên thương nhau đi, chẳng là đặc biệt chứ. Người nhà không biết thương người nhà, mà chỉ biết thương ở đâu xa lạ, phương xa rồi không. Đúng là tội nghiệp ghê. Nên từ nơi đó mà mình nhận thức sâu sắc. Mọi người đều có cái hay, nhưng mà mình phải nhận thức cái hay nào là cái hay mà đi đến thật chắc. Những đức nói tuy vậy nhưng mà quý vị lại có phương pháp tu, vì lại áp dụng được, hiểu không? Rồi với căn tính gì nó giống chung với nhau, giống nhau, nên nhiều người nghe thấy mình làm được, vậy là thấy mừng rồi. Nên mong quý vị nhận thức được sâu sắc, mỗi cái đều có cái hay, hiểu không? Nên cái nào cũng điểm nào cũng có cái hay. Nhất nuôi bao nhiêu người già đó điều rất là hay mà, công nhận điều đó chứ, hiểu không? Còn những cái như đức giảng văn tự vui vẻ, hơi thô một chút, cái đó là mỗi người khác nhau. Nhưng nhiều người cũng thích, có những người thì thấy không thích. Giống như những đức à, có những người chụp hình như đức nó vui 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 rồi cà. Đó, nhưng mà người ta cười người ta vui. Thấy không? Nhưng đức có nói tên tuổi ai đâu. Mà nói gì cũng hay, tại vì hay thì sao? Hay là khi gần gần quý thầy mình cũng tránh xa một chút. Đúng không? Chứ những đức có nói cái bà đó tên A tên B gì đó, bà cà vô mình những đức đâu. Những đức có nói gì đâu. Đó. Cái đó là rõ ràng 100%. Chứ đâu có nói tên tuổi ai đâu. Đó là cái mình nhắc nhở chung thôi. Đừng có nên gần quý thầy mà mình sát quá, cũng kỳ. Chứ ngoài ra những đức thì tính những đức mà, nổi tiếng gì, những đức có quan trọng tới cái danh lợi đó đâu. Không quan trọng quý vị. Nên những đức mới vui mới an lạc được. Quý vị nhớ cố gắng niệm Phật, siêng năng niệm Phật, đi đứng làm ngồi cố gắng niệm Phật, trong nhân viên nào cũng niệm Phật, gây dựng tín nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm, ở nhà cố gắng niệm Phật lễ Phật. Chúc quý vị an lạc, và chúng ta hẹn gặp ở cực lạc A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Thank you.